6 nha cả nhà. Chợ Bến Nhóc lên khu vui chơi Bạch Đằng nha cả nhà. Đủ các trò chơi luôn. Mình chỉ có lô cô luôn. Đầy đủ nha. À, cả nhà mà chờ. Hai nhóc mình này. Út. Em bé là 20k 10 phút, còn một em bé một người lớn là 30k nha cả nhà, vẫn là 10 phút luôn. Sướng không, sướng không?
Gì á? Ba quên tuổi luôn. Qua đó uống nước luôn quên. Kế bên mình nè, có 100 mấy mét nè. Ủa đang ăn gì nữa kìa, qua đó ăn gì qua đó mua luôn nha. Bánh mì gì có cặp bánh mì gì đó. Ờ à, đúng rồi. Nè Tốn, Tốn, Tốn nhìn ba nè, vậy nè. Đây. Nè trò chơi gì, trò chơi gì? Lên YouTube hết nha. Nó hơn 10 phút chưa, nãy mới có 7 phút rồi con. Chưa được 7 phút luôn á. Ủa là tự nó tắt đèn hay con? Ừ. Giỏi quá. Vui không, vui không? Xuống rồi nghe quà ông bé vô sàn uống nước nè. Là ngay góc này nè chứ gì? Ngay đường quẹo vô bữa con. Bữa mình ghép mà ha. Hết bàn nha. Ừ. Sao chậm lại là nó 2 phút nè. Ừ. Ừ. Cái gì vậy? Mắt chiếu luôn à. Rồi ngựa yếu à Tuấn, ngựa yếu rồi, ngựa chạy chậm rồi.